Xin chào các bạn. Nối tiếp thành công của bộ cờ lê tròn tương đậu Vera Joker 11 chi tiết lần trước, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ cờ lê tròn tự động 11 chi tiết cũng của Vera Joker 11 chi tiết, nhưng có những tính năng cao cấp hơn rất nhiều và giá thì cũng đắt hơn rất nhiều. Sau đây tôi sẽ mở hộp để các bạn xem ở trong nó có những cái gì và tính năng nó như thế nào nhé. Rồi, Vera Joker, các bạn có thể nhìn thấy có một cái hộp rất là đẹp. Đằng sau này có những cái miếng dán để chúng ta có thể dán vào tường, khá là tiện. Chúng ta xem ở trong nhé. Đây, Vera Joker 11 chi tiết. Các bạn có thể thấy là điểm khác biệt. Tôi sẽ lấy cỡ 17 nhé. Đây, vẫn cơ cấu kẹp thông minh như thế này. Nếu bạn nào chưa xem, các bạn có thể nhìn đường link ở dưới để xem lại phần 1 đầu tròn. Và đây chính là điểm nâng cấp của Vera Joker. Đó chính là có cái chốt này, có thể đảo chiều ngay trên tay mà chúng ta không phải lật lại. Còn nếu mà như bộ cũ, đây là bộ trước, nếu mà chúng ta muốn đảo chiều thì chúng ta phải nhấc ra và chúng ta lật lại, sau đó chúng ta xoay. Đó. Chúng ta muốn thì chúng ta lại lật lại. Đó. Và điểm khác biệt thứ hai đó chính là nó thiết kế đầu cong 15 độ như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là nó thiết kế đầu cong 15 độ và đảo chiều ngay trên tay. Rất là tiện lợi. Rất là đẹp. Vera Joker, một hãng nổi tiếng đến từ Đức. Rất đẹp. Hộp tiện dụng và cũng vẫn được đánh dấu màu. Đánh dấu màu từng chiếc rất là tiện. Đây, các bạn có thể nhìn. Đó, nó được đánh dấu màu từng chiếc như thế này. Đó, rất là đẹp. Và tính năng nâng cấp đáng kể so với cả bộ trước. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là bộ cũ nhé. Nếu chúng ta muốn vặn một con ốc, chúng ta sẽ đặt vào như này và chúng ta xoay. Đó. Rồi, nếu mà chúng ta muốn tháo ra, thì chúng ta phải nhấc cờ lê lên và chúng ta lật chiều để tháo. Đó. Cũng được, nhưng mà nó khá là bất tiện. Còn với bộ đầu cong, thì ra nó có cái chốt sẵn ở đây, các bạn vặn rất là tiện. Các bạn chỉ cần đặt vào thôi và có thể vặn thôi. Rồi, sau khi chúng ta muốn tháo ra thì chúng ta chỉ được xoay cái lẫy này thôi. Xoay cái lẫy, gạt cái lẫy sang đây, và tháo được luôn. Đó. Gạt lẫy, xoay vào. Đó, và gạt lẫy để tháo ra. Rất là nhanh. Đó. Như vậy là rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy rất là nhanh. Đó là điểm khác biệt giữa bộ đầu cong và đồ thẳng. Đó. Đây là điểm khác biệt. Cong 15 độ. Cong 15 độ để khi mà chúng ta vặn nó ở trên mặt phẳng. Chúng ta vặn trên mặt phẳng như thế này thì tay chúng ta nó không bị chạm vào như này. Đấy. Nó chừa chỗ nó cong lên thì chúng ta vặn thao tác rất là dễ. Với bộ này thì tay chúng ta sẽ bị sát như này. Đấy. Những cái chi tiết hẹp, ở những cái chi tiết hẹp, những cái không gian hẹp của chi tiết máy thì có bộ đầu cong này nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Giá khá đắt. Bộ này là bộ đầu bảng của Vera và tại thị trường nước ngoài thì hãng đang bán với giá 550 đô. Rất là đắt nhưng mà cũng
rất xứng đáng để sưu tầm hoặc là các bạn có thể mua để sử dụng với công việc gia đình. Còn nếu các bạn với các bạn thợ thì tôi nghĩ là đầu tư cái bộ này thì chắc là nó đắt quá, cũng không nên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, mong rằng qua video này sẽ giúp ích các bạn biết được thêm những cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường có những sản phẩm chất lượng đứng thuộc hàng top đầu thế giới. Đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi để đón nhận những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.